Chanh ấy à, mưa mưa gạo 200 mà bằng giá hết. Thơm lắm nhỉ. Gà trẻ con bây giờ nó không thích ăn đùi gà đâu nhá. Bên này cho lên trên nữa bây giờ. Đã xong. 5.000. Rồi, quên. Một con gì đã? Bây giờ mình vừa quay rồi, bây giờ phải thưởng thức ngay cái món vịt quay ở đây nhá. Xem vịt quay như thế nào nhá. Đấy, con này mới ra lò luôn. Còn rất là nóng hổi luôn. Chặt nóng ăn mới sướng, ăn được quay phải nóng. Dân người ta không buôn bán. Nhưng mùng 1 là mình cũng không quay đâu phải không chị? Có, mùng 1 cũng quay. Mùng 1 vẫn quay. Đây cũng kiêng. Đó. À, trong này không kiêng đâu. Này không kiêng gì à? Kiêng hết, ăn hết. Đúng là như bình thường là không nghĩ, không biết là kiêng. Trời ơi, này mưa thế nhở, giờ này mưa. Mái. Bị chặt ra nó không có nước. Mới chặt kia nó mới có. Mà không cho nước vào. Không rồi, như thế mới ngon. Cho nước vào nó không ngon. Thôi để phòng không? Tức là 200 thì mình nửa con có đầu là 100 à? Chia đều. Đầu chia đều. À chia đều hết à? Hết. À. Không ai sợ thiệt đâu nhỉ? Đều nhau. Đều nhau hết. Thế này phải thái mỏng. Mỏng, cực kỳ mỏng. Thế bình thường mình bán muối này bao tiền là một dạng? 18.000. À 18.000 nhỉ? Bán lẫn lộn. À lẫn lộn, lẫn lộn nhau hết. Đúng đúng như... 580.000. Ôi, em đi quay coi. Cần hết để làm ra, không thì người khác vào lại chờ, khách chờ lâu ấy. À, tưởng là phải làm sẵn rồi. Như đây về làm sẵn hả? À, tưởng là làm sẵn ở nhà. Không, ra đây mới làm. À, ra đây mới... À, cái này là mà Thái làm nem thính. Thái ra sẵn. À, đây này, muối, muối. Cái muối này ngon, cái muối này ngon mà. À, Thái làm nem thính rồi. Đó đấy nhỉ? Giới thiệu một lần. Như là thiếu lòng non rồi nhỉ? Đây lòng non dưới. À, như là nhưng mà bán hết này là thiếu lòng non đấy. Ờ. Lòng non còn ít. À, lòng non ít.
lòng già ít đúng không? Mọi người thích ăn lòng già lắm. Tại vì cứ bảo người ta để cho xong người ta để cho mấy thôi. À, cái lòng lợn quay nhỉ? Rồi. Mà không mà cái lòng của con lợn quay ấy nhỉ? Con lợn sống. Lợn sống. Con lợn người ta thịt sáng này. À. Sao bảo người ta đặt phải lấy lòng nhiều nữa nhỉ? Nhiều người thích ăn lòng. Lấy nhiều lòng. Nhưng mà mình đã mất cái lòng để làm rồi rồi nhỉ? Ê, mất bao nhiêu lòng rồi nhỉ? Là bằng lòng non hay lòng già? Lòng non. Lòng non đấy. Cái lòng này lòng non. Lòng già nó to. Đi đây. Bảy mươi nghìn cho nó còn 45.000 rồi bán của chị ngon này, lấy thêm tí nữa, lấy nhiều lòng đây, lòng rồi đấy, lòng rồi. Món này bán nào chị? 1 cân 80.000. À, 1 cân 80.000, đầy đủ hết gan, lòng già, lòng non, đầy đủ hết nhỉ. À, lấy cái thập cẩm đúng không? Thập cẩm tùy mọi người thôi, ai không ăn gì bảo đúng không? Con này gan này kiểu là gan gà. Hả? À, gan này gan mềm, có loại gan lợn cứng không nhỉ? Đúng rồi. Gan này gan không phải là gan đá. Gan đá là ăn ngon đúng không chị? Gan đá ngon hơn. Gan đá ngon hơn. Lâu lâu mới có được con gan đá cả. Rồi. Không phải con nào cũng đá. 70.000. Cũng con bị thiếu. To nữa. Run tay. Thưa chị ạ, đừng run tay. Cứ bình tĩnh. Đừng run tay. Căng tay nè. Thì nó chảy máu rồi, về chồng lại. Hạn, chẳng hạn mình mua riêng rồi không có bán không? Mua như nào bán như thế anh ạ? À? Không, còn tùy mà, tùy khách hàng mua. Thế đơn giản, nếu mà không mua thì vào nói chuyện được không chứ? Được. Không mua thì vào nói chuyện không? Nhưng mà lúc nào vắng thì... Khách hàng đến thoải mái nói chuyện. Thoải mái nói chuyện. Không mua còn nói chuyện thoải mái. Thế anh ăn thử miếng xem ngon không? Thôi tí rồi anh sao? Anh thử nhiều rồi, anh ăn có nhiều rồi. Chị cho em thử miếng được không? Thử luôn nhá. Trời ơi, mấy khi nhỉ? Ta thử luôn đâu các bạn. Thử mà. Đi. Quay đi mày thử đi. Rồi. Rồi lại ướp có gì nhiều nhìn có vẻ lá kiểu nhỉ. Lá rau thơm luôn. À dạ. Rau thơm tiết. Có như chỗ họ cho cả gì nhỉ? Ừ, thơm nhỉ, thơm. Có lá cúc tần không chị? Có. Không có nhỉ? Lá cúc tần nó chi nó lá. Lá cúc tần là không phải ai cũng thích ăn đâu mà nhỉ? Ờ. Cúc tần chủ yếu là đúng rồi. Hôm nay là mua cái này về uống bia. Vâng, mấy anh em trời mưa rảnh. Say đấy. Trời mưa trong xóm tí. Hơn 101 với cái này là bao nhiêu? 80.000. 70.000. 108. Gần 200.000 ăn tại ga. Cái này là phụ lúa và món chính ở nhà. À, đúng rồi, thế thì mấy anh em ăn uống thành rượu ấy. Đó, trời mưa, mời anh em ngồi giao lưu tí thôi.